A thì mình có thể đọc là A, có thể đọc là ơ, có thể đọc là A, có thể đọc là E. Thì từ đầu tiên mình sẽ là kernel. Kernel là chữ E bên. Được chưa? Từ thứ hai là survival, âm mưu. Mentor, âm mưu. Và cultural, âm mưu. Như vậy đáp án của mình sẽ là đáp án phải. Thì cái gì? Sai à? Thế nào? Từ thứ hai này. Mandatory, explained, forbidden. Đáp án đây nha. Regent. Mấy cái câu này mà sai thì cũng, nó cũng là hơi buồn trong lòng một tí đấy nhá. Conserve âm hai và từ serve thì động từ của em tiết rồi bấm số hai. Achieve a và đọc là ơ tức là sau nó có từ chip. Employed và từ employed âm số 2 và waiver và từ way âm số 1. Như vậy đáp án sẽ là đáp án đẹp đi. Rồi tiếp số 4 này. Volunteer có hai chữ e trong âm rơi âm số 3. Volunteer và từ cheer. Hứa gì mà hứa. Vacation và từ case âm số 2. Attendant và từ ten âm số 2. Và important và từ poor âm số 2. Như vậy còn đáp án sẽ là đáp án đây. The 30 rings. Ring ở đây là cái gì đây gà lơ? Chiếc này của những chiếc nhẫn này đùa đây. Là những chiếc này. Chiếc nhẫn đúng không ạ? Tận mười mấy cái nhẫn đây ạ. 13 cái nhẫn. 13 cái nhẫn là 13 vòng tròn. 13 vòng tròn không phải nhẫn. 13 vòng tròn của tháp. Sprite là tháp. Tượng trưng cho 13 cái bậc thang. Dẫn đến cái thì ở Nibra. Thế đây còn chúng ta là gì cả lớp? Đây là chủ động. Đúng không? Cái bậc thang dẫn tới đâu? Chủ động sẽ là gì ạ? C, leading. Đấy nha các bạn nhá, mấy hôm trước, tức là mấy cái chủ đề trước thì các bạn toàn làm câu này là câu bị động đúng không? Nên mấy cái bạn này các bạn thấy thế rồi nó cũng lẹ thôi chết rồi. Số 6 ạ, chúng ta có từ gian thì chúng ta so sánh hơn rồi. Và cái từ sinh của chúng ta là động từ, cho nên sau động từ mình cần từ loại là một trạng từ. Đáp án đẹp đi. Đẹp đi. Câu số 7, cái lớp gạch chữ từ will. Tương lai ạ. Tương lai thì đi với hiện gì? Hiện tại đúng không? Đáp án baby. Câu số 8 là kiến thức về phrasal verb này. Mình có từ give off của chúng ta là gì cả lớp nhỉ? Là tỏa hương, là bốc mùi. Die out là biệt chủng. Give up là từ bỏ. Và go after là gì biết không? Ve vãn tán tỉnh. Đứa đương ấy. Người ta dự đoán rằng là qua một vài thập kỷ tới sẽ có nhiều loại sinh vật sẽ bị tuyệt chủng đã đi die out. Câu tiếp theo ạ. Ở đây các bạn thấy món quà này là món quà anh ấy đưa cho tôi đúng không? Vậy xác định rồi, như vậy đó sẽ là C. The. Tiếp này, no one thì đổi thành gì á con? They. Và believe là quá khứ thì đổi thành gì? Does. Cho nên nó sẽ là đáp án C. Tại sao không dùng đáp án này? Bởi vì từ đâu là phủ định rồi. Tiếp câu số 11, đây là kiến thức của chúng mình về kiến thức từ từ loại đúng không ạ? Kiến thức từ loại. Connection này là sự gì đấy ạ? Sự kết nối. Elements là yếu tố. Attitude là gì? Thái độ. Và consumer là người tiêu dùng. Tiêu dùng. You can form strong 3 chấm. Như vậy là bạn có thể gì đấy tạo ra các cái sự kết nối mạnh mẽ khi bạn làm việc cùng với những người có cùng mối quan tâm với mình. Đó đây, connection. Câu số 12, volunteer giới từ gì? For, nhá. Volunteer for. Tình nguyện cho cái gì? Để cưới. Volunteer to work, nhá. Nhưng mà for something. Nhớ chưa? Rồi, ok, tiếp tục. Câu số 13. Persuade somebody cộng gì á con? To verb, đáp án C. Câu số 14 ạ, đây là một thành ngữ. Nha, đây là một thành ngữ. Thành ngữ của chúng ta khá là dễ, chúng ta có từ cock and bull. Là gì đây cả lớp? Bịa đặt, vẽ vời. Bịa đặt, vẽ vời. Được. Tiếp tục ạ. Câu số 15. Chúng ta có gì nhỉ? Tôi đang lướt
internet đúng không ạ? Thì bạn tôi đến thì nó đang sẽ gài động tác chân đấy, chân vào như vậy đoán chính xác ta sẽ là đáp án gì. À đẹp đi, ở đâu đây anh nó dịch xe song song, xin lỗi, yes song song đáp án đi ạ. Một cách khá là may mắn, ba chấm suy nghĩ về parenting. Parenting ở đây mình hiểu là cái gì đấy, cái lớp về cách nuôi dạy con cái. Thì mình có view là quan điểm này, share là chia sẻ đúng không, obtain là đạt được và compete là cạnh tranh. Chúng ta có cái công thức là share đúng không, a thought là share viewpoint. Nói chung là đã là quan điểm là suy nghĩ thì phải là share rồi. Ok như vậy đáp án chính xác ta sẽ là đáp án baby. Câu này nào có lớp mình làm lớp 11 một lần đây này, không biết nhớ không. Khu quần thể di tích Tràng An được công nhận đúng không ạ? Như vậy nó phải là bị gì, bị động, đáp án gì? Ê ủa mình cứ hỏi cứ trả lời hả. Chị gái của tôi đã đến giai đoạn cập kê, à, đến tuổi chống lầy. Chứ thường từ S chúng ta là danh từ, nó mình cần gọi là một tính gì? À tính từ, và đương nhiên đáp án sẽ là đáp án thứ nhất. Bây giờ mình có hai tính từ là be và đi nha. Be là đã kết hôn, đã kết hôn. Thì các bạn xem mấy cái status ở trên trên Facebook của các bạn đúng không? Đã kết hôn. Thế còn cái đáp án D, marriageable là có thể đi lấy chồng. À như vậy đó sẽ là gì nhá, tức là đã đến tuổi có thể giữ vợ cả chồng rồi đúng không. À, đi nhá, đây đứa chọn đáp án B đúng không, đọc kỹ đề bài nhá. Tiếp nào, child abuse là gì, là cái việc mà lạm dụng trẻ con đấy, kiểu như là kiểu kiểu lao động ấy, lao động trẻ con ấy. Thì đã làm dấy lên một làn sóng bất ổn trong xã hội mới. Chúng ta có từ một làn sóng bất ổn đó chính là way of social unrest. Way of social unrest, một làn sóng ổn, một làn sóng bất ổn. À nghe quen social network rồi. Học không thèm đọc đề bài social network chết tôi không chứ lại. Nào bạn, cá nhân bạn thường làm gì để giữ cho mình thân hình cân đối? Người ta hỏi mình làm gì đúng không, thì mình trả lời về mình phải là làm cái gì đúng không. Anh lại bảo tôi nghĩ giữ cho thân hình cân đối là cần thiết. À, gì cả? Như những gì tôi biết thì ngày càng có nhiều người tập thể dục thường xuyên. Câu C là gì, à, những cái trung tâm gì đấy ở fitness này là thì đang mọc lên như nấm. Mushrooming là đang mọc lên như nấm. Và câu D là tôi chỉ tập thể dục thôi, đương nhiên đáp án phải là gì, ghét đi. Người ta hỏi mình làm gì thì mình phải làm đấy đúng không. Alright. Ta đành Jane đang nói chuyện với Billy về cuộc họp. Mọi người có vui vẻ về cái quyết định này không? Đáp án là gì nhỉ? Nghe có vẻ là gì nhỉ? Phấn khởi đấy. Vâng. Đáp án là vâng. Nó chắc chắn rồi. Câu này sai thì ít. Everybody thì không thể nào dùng ít được. Yes đi đi. Thế nói chắc chắn được. Không, bạn à. Not really. Đáp án dead đi. Có nghĩa là không hẳn. Chết. Everybody mà đổi thành ít giờ hỏng rồi, hỏng hết bánh kẹo rồi. Nào tiếp xoay hai, bài này không khó mà để cảm ơn buồn đấy nè. Expand bài là khi mà làm bài 100% câu phải nhớ kỹ cho tôi phần đồng nghĩa trái nghĩa nha. Không phải năm nào khi mà tôi cũng còn bị ở cái tình trạng là đồng nghĩa thành trái nghĩa rồi thì vào. Trái nghĩa thì expand đây là mình mở rộng. Mở rộng thì ngược nghĩa nó sẽ là hạn chế, restrict. Được chưa? Tiếp. Tiếp theo này, make a bundle. Từ này của chúng ta có nghĩa là kiếm được rất nhiều tiền. Make a bundle, kiếm được rất nhiều tiền. Đáp án này kiếm ít tiền. Đáp án B có mỗi vài đồng xu. Đáp án C có nhiều tiền. Và đáp án D cũng là có nhiều tiền. Thế ví dụ như cô, ví dụ như là chúng mình mà không biết nghĩa của cụm từ này nhá, thì cách để chúng mình làm thế nào? Đoán nghĩa giữa bối cảnh đúng không? Ví dụ nhá, đàn ông đã từng là trụ cột trong đất nước của chúng tôi, nhưng bây giờ người phụ nữ đi làm và rất nhiều người trong số họ kiếm. Thế là kiếm được nhiều tiền chứ, đúng không? Thế trong đầu mình có một cái sự gọi là guess, đoán nghĩa là như vậy. Tiếp. Customary ở đây có nghĩa là truyền thống. Thì thường ấy là những đứa trẻ ở Mỹ ấy, thì thường thường là hay chơi trò cho kẹo hay bị ghẹo đúng không? Trong ngày Halloween. Thế truyền thống là từ nào các con? C, traditionally. Thế còn từ inevitably là không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi. Rồi, ok.
Câu tiếp theo, ở trong thành phố, đúng không ạ? Hai trong số nhiều cái vấn đề mà Hoàng đối mặt nhất bây giờ, ngoài cái sự nghèo khó ra còn vấn đề suy thoái hoặc là xuống cấp, đúng không ạ, của môi trường. Vậy xuống cấp của môi trường thì nói chung là mình hiểu nó sẽ là tiêu cực, đúng không ạ? Vậy thì tiêu cực nó sẽ thế nào? Deprivation, sự tước đoạt, sự giảm sút. Còn ba cái từ A, B, D thì nó đều là gì đấy ạ? Đều là sự tiến bộ và sự phát triển nha. Progression cũng là sự tiến bộ, sự phát triển. Câu số 26 có lớp gạch chân có từ mandatory. Mandatory của chúng ta nghĩa là gì? Bắt buộc, là bắt buộc. Nếu mà bắt buộc thì chỉ có từ nào thôi? Must là gì? Số 27 cả lớp gạch chân có từ last. 100% mà chuyển về hiện tại hoàn thành ở dạng phủ gì? Phủ định, đoán đi. Câu số 27, từ đã hỏi là how many people đặt xuống. Chủ ngữ là gì? There. Động từ là gì đấy cả lớp nhỉ? Were. Thì đoán mình sẽ là see. Hiện tại đổi thành quá khứ. Câu số 29 ạ. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ tìm một cái công việc khác. Câu này sai thì động từ. Hay là sai thì động từ, đúng không? Tại sao? Cái quyết định này là đã làm rồi thì là phải chắc chắn, đúng không? Chứ là phải dùng is going to, không là dùng will. Quyết định thì nó phải là chắc chắn. Cho nên con này sẽ là I am going to look. Đơn I'm going to look. Câu 30. Xài từ her. Vì là họ thì đang sơn lại nhà của họ, không thể sơn nhà của cô ấy được, đúng không ạ? Her để thành there. Câu số 31 ạ. Đây là kiến thức về cụm từ cố định ạ. Chúng ta gì nhỉ? Cite the reason. Mình có cụm từ là for a good cause, là vì một lý do chính đáng. For a good cause, vì một lý do chính đáng. Số 32 ạ. Trang có một vài cái nhỉ, công việc để làm tối ngày hôm nay, cho nên cô ấy không thể đi ra ngoài ăn với gia đình mình được. Có lớp ba chương từ has và từ can đi. Nó đang ở hiện tại thì bắt buộc câu viết lại phải là câu điều kiện loại 2. Tức là nó phải là quá gì nhỉ? Quá khứ hết, đúng không ạ? Đoán B sai, hết đến hết, loại 3 sai. Đáp án C sai, hiện tại sai. Bây giờ còn đáp án A và đáp án D. Vậy là nếu như Trang không có công việc, chứ không phải là nếu như Trang có công việc, đúng không? Như vậy đáp án của câu số 32 của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đẹp đi. Vì sao vào lớp bao giờ ngực, đúng không? Đề bài là người ta có nhiều công việc thì bên dưới phải không có công việc. Nhớ nha. Những cái câu này đừng để sai. Cô nhắc lại, đề bài là khẳng định thì bên dưới sẽ là phủ định, hiểu chưa? Tiếp, có lớp vào trong từ register, quá khứ. Nào, cái trong từ gen. Sau khi, đúng không? Alice đã nhận đăng ký cho khóa học này và sau đó thì cô ấy nhận được học bổng. Như vậy là cô ấy vừa mới đăng ký khóa học này thì cô ấy nhận được gì? Học bổng. Câu B sai. Tại sao cô B lại sai? Nếu dùng only after thì đảm bảo, đúng chưa? Những câu này không hề nào cơ. Câu C bảo sau khi nhận học bổng thì đăng ký. Bị ngáo à? Câu D là gì? Đăng ký khoa học này giúp cô ấy nhận được học bổng. Sai. Như vậy đang sẽ vào đây. Tiếp nào. Ấy, David Beckham đấy. Là một cầu thủ bóng đá người Anh. Người đã chơi cho đội tuyển gì nhỉ? Manchester United, đúng không? Và Real Madrid. Cũng như là thì là người đại diện thì cho đất nước này qua anh ấy tới bao nhiêu? 100 lần liền. Và anh ấy chuyển từ Los Angeles, đúng không? Galaxy vào năm 2007. Và sau đó là sau này là Beckham đã trở thành runner up. Runner up là gì? Không? Á quân. Đúng vị trí Á quân. Á quân thôi ạ, chứ không phải là vị trí duy nhất nhá. Á quân. Hai lần. Đúng không ạ? Ở trong cái giải dành cho cầu thủ gì nhỉ? À, bóng đá tốt nhất, đúng không? Và anh ấy giành rất nhiều được cái trophies. Trophies đây là gì để cả lớp? Biết là cái gì không? Huy chương. Huy chương. Tóm lại cái này nói về cuộc đời của ai? Của David Beckham, đúng không? Thì câu 34 là đâu là ý chính của đời này? Thứ nhất là cuộc sống và gì nhỉ? Sự nghiệp của David Beckham. Nghe có vẻ hợp lý đấy, đúng không? Mình cứ đọc qua mấy cái câu kia, không phải bảo là mình gọi là gì nhỉ? Không đọc kỹ. Ba là câu B là gì? Nền tảng gia đình của Beckham. Câu ba là cuộc sống trước và sau khi cưới. Và câu đi là hôn nhân của Beckham. Tất nhiên là bạn sẽ là gì? Ây rồi. Nào, Beckham đã chơi 100 lần cho đội tuyển nào? Real Madrid, Manchester United, đội tuyển của Mỹ hay là đội tuyển của nước Anh? Tìm chỗ nào 100 lần ở nước nào đấy ạ?
Anh ấy representing là đại diện cho đất nước của anh ấy đúng không? His country đúng không? Đất nước của anh ấy chính là gì? England. Như vậy đáp án sẽ là đáp án gì? Đẹp đi. Đấy, ối đưa bị nhầm đấy, đừng có đùa. Nào, từ phonetic đề cập tới cái gì? Inspire là truyền cảm hứng. Enthusiastic, nhiệt tình. Realistic là có thực, là thực tế. Là thực tế. Được chưa? Và gì nữa ạ? Idealistic là lý tưởng. Idealistic là lý tưởng. Ok. Xong chưa cả lớp? Thế bây giờ mình làm cách nào, mình không biết thế này thì mình phải làm sao? Ghép những cái nghĩa của cái từ mình vừa dịch ở trên câu trên đúng không? Bố mẹ của anh ấy là những người luôn luôn support đội tuyển Manchester United một cách như thế nào? Nhiệt tình. Đấy, đang đi. Tiếp tục nào. Khi nào thì David Beckham nhận được cái giải thưởng Hoàng gia? Cả lớp. 1995, 1998, 2003 và 2006. Đáp án là gì? Sơn chọn đáp án gì Sơn? Đúng rồi. Thông tin ở đâu đấy các con? Năm 2003 thì Beckham đã nhận được cái sự vinh danh đúng không ạ? Honor for service to football from Britain Queen. Có đoạn gần cuối. Nhìn thấy chưa? Rồi tiếp. Thế cái nào dưới đây không được đề cập tới về Beckham? Thứ nhất, ông ấy cống hiến cả cái sự thành công của đội, cống hiến cho cái sự thành công của cái đội tuyển trẻ này của Manchester United. Cái thứ hai là ông ấy làm cho Anh bị thua trong một trận thi đấu chống lại Argentina vào năm 1998. Câu C là anh ấy đã được vote vào một trong những cái cầu thủ gì tốt nhất của thế giới hơn một lần. Và câu D là một trong những cái niềm đam mê của Beckham đó nó không liên quan tới gì bóng đá. Câu này các bạn chọn đáp án gì? Đáp án này đúng không? Đáp án này nó đúng rồi đúng không? Thế cái đáp án mà Argentina tìm Argentina 1998 có trong này không? Đoán mấy đấy? À, người ta nói là gì? He was famously, anh ấy đã được gửi tới nhỉ, trong trận thi đấu để chống lại Argentina đúng không? Chứ có nói là ông là anh ấy làm cho Argentina bị thua không? Còn về đáp án sẽ là gì? Baby. Ảnh hưởng của bạo lực truyền thông tới đứa trẻ. Câu số 39. Because, when, as và since. Câu này phải dịch thôi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đúng không ạ? Tất cả depict tức là cái sự miêu tả của bạo lực của những khẩu súng đang tăng ở cả nhà movie, tức là cả các bộ phim cũng như là trên TV. Và cái nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng các cái nhà hoạt động của các cái bạo lực trong khẩu súng này, trong bộ phim này đúng không, thì gần như triple gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Trong 30 năm chấm 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 chấm. Và cái rate là cái gì nhỉ? Cái tỷ lệ này nó làm sao đây cả? Nó đã được thì người ta làm sao? Công bố đúng không ạ? Được, công bố vào năm 1900 bao nhiêu? 80 gì? 84. Vậy đây các bạn thấy này, phía đằng trước của các bạn thấy có thể hair strip là hiện tại hoàn thành. Thấy không? Dùng xin nói. Kể từ khi số 40 này, argument là tranh luận. Experiment là thí nghiệm. Survey là khảo sát. Và debate là thảo luận. Trời ơi, phần trăm ở đây rồi. Phần trăm thì chỉ có thằng gì thôi. Khảo sát mà thôi. Nhớ chưa? Cứ phần trăm là khảo sát thôi. Cứ người ta khảo sát những người lớn mà năm 2019 nhận ra rằng đúng không? Vân 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 vân. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Câu số 41. Skeptics. Có chữ gì đấy? S. Có chữ gì thì các bạn sẽ phải bỏ từ a little vào mắt. Vì a little vào mắt là cộng với danh từ không đếm gì? Đếm được. Bây giờ mình có từ few và từ gì nhỉ? Và từ some. Few của chúng ta là một ít người, còn some thì gì nhỉ? Một vài người. Từ skeptical là hoài nghi. Mặc dù ba chấm hoài nghi nói rằng những cái phương tiện mà truyền thông mà bạo lực này nó không dẫn đến, không khiến cho đứa trẻ trở nên gì nhỉ? Hung hăng hơn. Nhưng mà đại đa số những cái nhỉ? Khảo sát nghiên cứu ở năm 2015 đã nhận thấy rằng vân 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 vân. Thì câu này mặc dù nếu mà dùng từ few là ít người, mặc dù rất ít người phải, mặc dù có một vài người vẫn còn phải đoán đi gì đấy. Rồi số 42 ạ, chúng ta khoanh vào từ in, khoanh vào từ in nhá. Damage to, gây thiệt hại tới. Engage in, tham gia. Confide in, giải bày.
co ở nguyên nhân. Thế câu này gì? Những cái phương tiện truyền thông này có thể khiến cho đứa trẻ thì tham gia vào một hành vi cư xử nguy hiểm hơn nếu chúng có một khẩu súng thực sự. Đáp án baby. Được chưa? Câu số 43. Ở đây là đại từ quan hệ. Các bạn thấy rõ là vế đằng trước của chúng ta là căn từ một khẩu súng rồi. Thế cần một đại từ quan hệ đó chính là từ gì để làm nào? Từ gì? Giáp đúng không? Để thay thế. Tiếp. Cho cô xin 5 phút. Bởi vì cô mà trước này em mà nhìn hết 5 phút. Không, 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 không được làm trước. Không được làm trước. Rồi. Cho 5 phút ở ngoài. Đóng cửa vào có được nghe. Nào, một vài loài chim nhất định nào đó, đúng không? Thường được xem là cái sự không may mắn, đúng không? Và dấu hiệu của những cái chết đang đến. Ví dụ như là trên thế giới thì có những con quạ, đúng không? Và những con kền kền, đúng không? Là một vài con có sự kết nối tới chiến tranh và cái chết, đúng không? Sau đó người ta nói là một số loài chim khác dự báo cái vận may như thế nào. Thì bài này người ta nói cái gì? Đâu thể là chủ đề tốt nhất? Thứ nhất, đáp án A là những con quạ và những cái lời tiên đoán của chúng. Quạ nha. Đấy, đúng là một số loài chim mà gọi là xui xẻo. Mình là con cú mèo đúng không nhỉ? Câu B là cái những niềm tin khác biệt trong các loài chim. Và câu C là superstition là gì? Sự mê tín dị đoan về các loài chim. Và đáp án D là những con chim nào sẽ là sự không may mắn. Ở đây là chính là cái sự mê tín dị đoan đúng không? Con này thì thế này thì kia. Đó là C ạ. Từ this idea ở trong đoạn này đề cập tới cái gì? Những con quạ và con kền kền có sự kết nối với chiến tranh và cái chết. Câu B là những con quạ và con kền kền được suy nghĩ là sẽ đồng hành với chúa của chiến tranh. Câu C là một số loài chim nhất định thường xuyên được xem là không may mắn. Và câu D là những con quạ và những con kền kền được suy nghĩ là dấu hiệu của gì nhỉ? Việc bắt đầu của chúa. Nào, this idea. This idea. Nào, đọc cái câu D đi thì mình phải đọc cái câu trước đó đúng không ạ? Xem người ta nói là cái gì ạ? Nào, đọc qua đây đi. In early time, trong cái khoảng thời gian trước đó thì quạ và kền kền được cho là đồng hành cùng với lại chúa của chiến tranh hoặc là dấu hiệu của cái việc mà chúa đang tới và ý tưởng này sau này đã thay đổi. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì? Đáp án baby đồng hành với chúa của chiến tranh. Câu 46, Horton ở đoạn này nghĩa là gì? Warning là lời cảnh báo. Suddenness là sự bất chợt. Confidence là sự thành công. Và conviction là sự kết tội. Sự kết tội. Nào, đọc cái câu từ đấy nhá. Woe be, thật khốn khổ khi một người nhìn thấy một con quạ bay ngang ở trên đầu. Vì đây chắc chắn là cái điềm báo cho một cái chết. Horton đấy chính là điềm báo. Như vậy, câu số 46, đáp án chính xác ta sẽ là đáp án đây, điềm báo. Sự cảnh báo. Căn cứ theo đoạn văn cái nào dưới đây là sự thật về những con này? Thứ nhất là chúng lại bị tránh xa bởi mọi người trên thế giới. Những con kền kền này được chăm sóc và được quay video ở Anh. Những con kền kền bị bắt ở gần cái vị trí của gì nhỉ? Chính phủ Anh. Và có đi là gì đấy ạ? Những cái gọi là Rim ở đây là gì đấy ạ? Ở đó, triều đại đúng không ạ? Của Anh đấy đã bị thất bại đúng không ạ? Trong cái việc mà gì đấy ạ? Những thất bại trước những cái cơ hội tồi tệ đúng không ạ? Khi mà không có những con vực kền kền ở xung quanh. Nào, cả lớp, thông tin ở đâu? Thứ nhất, có phải là chúng bị xua đuổi bởi mọi người không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có đoạn mà số 2. Người ta nói là gì nhỉ? Dọn đoàn dòng số 2. Raven, gì nhỉ? Các chùa Government Position ở London. Tức là trong thực tế là những con master, con kền kền gọi là chuyên nghiệp này, thậm chí ngày hôm nay nó lại còn có đóng một cái vị trí quan trọng của chính phủ ở London. Anh ấy còn chăm sóc một con kền kền đúng không? Quay ở clip bung cánh như thế nào đúng không? Vân vân và vân vân. Đúng không ạ? Và chưa bao giờ nghĩ nó là những cái mà mang lại gì nhỉ? Sự không may mắn cả. Đúng không ạ? Đấy. Thì ở câu này mình đang chọn là chọn cái gì đấy cả lớp? Chọn đáp án nào đúng về cái gì nhỉ? Loài quạ đúng không ạ? Tiếp, còn cái câu mà bị xua đuổi của mọi người trên thế giới các bạn có không? Chỗ nào? Cái đoạn cuối cùng người ta nói là gì? Though many people think superstition are old wives' tales, they actually some evidence support. Tức là rất là nhiều người đều nghĩ về, đều suy nghĩ và đều tin vào những cái gọi là gì đấy, tín ngưỡng này. Tuy nhiên mà thực sự là đều có bằng chứng để hỗ trợ nó. Đúng không ạ?
Và tiếp tục là gì nữa ạ? Ở cái đoạn số 3 ấy, người ta nói dòng số 4 ấy. Bởi vì là mọi người khi mà nhìn thấy con swallow fly, tức là con yến ấy, một số con bay qua đầu thì xem là cái gọi là cái điềm báo của những cái người, của những cái người gì nhỉ, chuẩn bị sắp chết đúng không, diễn ra đúng không, kể cả là cái đoạn một người ta cũng nói vậy đúng không, ai mà nhìn thấy con quạ bay ngang qua đầu thì sẽ phải tránh gì nhỉ, tránh xa đúng không. Như vậy là câu A là đúng, mình đang cái câu gì, câu A là câu không chính xác mà chỉ là có một vài người thôi đúng không cả lớp, chứ không phải tất cả. Còn câu B, con này được chăm sóc bởi quay video là gì nhỉ, đúng hay sai, không phải được chăm sóc bởi quay video ở người anh mà nói như thế nào đây cả lớp, mà nói như nào, nó chỉ là được ông vua kia ông ấy, chưa 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 được ông vua kia ông ấy ghi hình lại thôi đúng không, chứ không phải là nó được chăm sóc và ghi hình ở nước Anh, mà nó chỉ là ông này ông thích thì ông ấy chăm thôi. Thế còn là loại quạ thì bị bắt gần trụ sở chính của phủ Anh, không phải mà là cái ông vua này ông ấy chăm nó trong đấy đúng không. Thế vậy câu này sẽ là gì, vương quốc Anh sẽ gặp vận xấu nếu không còn có con quạ nào gần đấy là sai, vì ông ấy nói là gì nhỉ, cái ông người Anh ở trên ông ấy chăm ấy đúng không, đấy cái câu mà câu ông trên ông nói là gì đây. This way the kingdom will never fall to ill fortune. Được chưa? Ông chăm con này vì ông nghĩ là cái vương quốc này sẽ không bao giờ bị thất bại khi mà rơi vào cái gì sự không may mắn. Như vậy đó sẽ là đáp án gì? Đẹp đi. Tiếp. Như được đề cập phía trên, đúng không? Swallow là những con yến ấy. Swallow là nuốt nuốt nước dãi của nó. Con én của yến. Những con én ban đầu được coi là cái gì? Thứ nhất, cái chết của Chúa Giêsu. Thứ hai là may mắn cho người nông dân, vụ mùa thất bát cho nông dân và phúc lành cho một năm tiếp theo. Nào, cái con yến, à con én. Én, én, con én. Nào, đoạn số mấy đây? Gần cuối ấy, cả lớp. Vâng, Christian people initially dòng 3 đúng không? Related the swallow to the death of Jesus. Được chưa? Đó đây luôn. Con én rồi con yến rồi cả lớp. Aftermath đây có nghĩa là gì? Happiness là niềm vui. Consequences của chúng ta là gì đấy ạ? Là hậu quả. Đúng không ạ? Bắt đầu và sự hoàn thành thì aftermath là sau tất cả. Lại mình lại trở về với nhau đúng không? Sẽ là hậu quả. Vậy theo các bạn, đâu sẽ là ý chính của đoạn văn này? Thứ nhất là những chuyện mê tín thường được dùng để mua vui hơn. Sai. Mặc dù một vài chuyện mê tín dựa vào thực tế nhưng mọi người không nên tin. Câu C là mọi người không nên chế nhạo những chuyện mê tín. Và cô đi là người nông dân bảo vệ chim én để tránh gặp điềm gở. Thì các con thấy cái thông tin ở cuối cùng, bao giờ cái câu rút ra con phải đọc những câu cuối cùng nhá. Nhớ chưa? Đọc cuối cùng. Therefore, the next time you feel inclined to laugh at an old wife tale, maybe you had better find out if there is any truth to first. Vì vậy lần tới nếu bạn cảm thấy muốn cười nhạo một chuyện mê tín nào đó, có lẽ bạn nên tìm hiểu sự thật về chúng như thế nào. Được chưa? Cái câu cuối cùng người ta nói. Vậy đáp án chính xác nó sẽ là đáp án gì đấy? Vâng, đáp án C. Ok. Đấy.